Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video gọi là đám cưới phong tục của người vùng cao. Các bạn hãy theo dõi chương mình để tìm hiểu phong tục của vùng cao đám cưới như thế nào các bạn nhé. Tất nhiên là đám cưới của vùng cao, nhưng mà đây là bên chủ nhà gái đi sang nhà trai để ăn thịt heo, thịt lợn nha các bạn. Phong tục của người vùng cao là giống như vậy. Nếu bên nhà gái mà đi qua nhà trai là họ chỉ được ăn gà, ăn vịt. Còn nhà gái sang nhà trai là phải ăn heo, ăn lợn. Phong tục tập quán của người Paco là giống như vậy đó các bạn. Các bạn hãy theo dõi để tìm hiểu tập quán của người Paco vùng cao các bạn nhé.
chào tất cả các bạn. Video của mình ngang đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.